Tiên Dũng thân ái, mến chào toàn thể quý vị. Và kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe và công việc thành đạt. Và ngày hôm nay Tiên Dũng vừa nhận được một tin báo của một người bạn ở ngoài Châu Đốc. Thì có một bà lão 105 tuổi, nhưng mà bà đi bán vé số cùng với một người con gái nuôi. Mà người con gái nuôi của bà thì cũng khoảng 40 mấy tuổi rồi, nhưng mà bị bệnh thiểu năng. Cho nên là hai mẹ con nương tựa nhau mà sống ở trong một cái căn nhà trọ. Thì bà thì bán số, còn cái người con gái thì đi sinh. Cho nên là Tiến Dũng nghe cái hoàn cảnh này thì cũng rất là cảm động và đã đến thăm bà. Cho nên là sau đây Tiến Dũng mời quý vị hãy cùng theo chân của Tiến Dũng đến để thăm cái gia cảnh của bà nhé. Rồi xin mời tất cả quý vị. Gì hả? Vậy là coi như là bác với cái người con nuôi này là gặp nhau là cái duyên luôn. Là bác gặp chỉ ngủ bụi ở ngoài đường. Rồi bác cũng Đó chỗ cái nhà là chỗ đó, chỗ người ta đó. Dạ, chỗ ngoài đường ha. Rồi bác cũng ngủ bụi ngoài đó luôn hay sao? Ngủ bụi ngoài đó đó. Rồi hai mẹ con ngủ bụi gặp nhau. Gặp nhau. Gặp nhau rồi bác nhận chị này làm con nuôi. Tôi nhận làm con nuôi. Nhận làm con nuôi luôn. Tôi xin nó vô để ở với tôi làm con nuôi. Dạ. Rồi chỉ có ba mẹ ruột chứ không? Ba mẹ ruột chỉ còn không? Chết rồi. Ba mẹ ruột chết hả? Nó không còn. Gì hả, Nó chết đâu luôn? có còn biết cái gì nữa. Dạ vậy hả? Dạ. Rồi hàng ngày là bà với chị này là đi bán vé số với đi sinh. Dạ. Bà thì bán số, chỉ đi sinh. Dạ. Rồi hai mẹ con tối về phòng trọ ở đây là ở đây. Ở đây. Rồi chỉ chăm sóc cho bà hả? Dạ. Nấu cơm nước. Cái chung mà nó biết nó cơm. Gái nấu cơm. Ai nấu? Người ta cho ăn không. À, người ta cho ăn không ạ? Hỏi bà gì nè? Cũng đâu là mình hỏi cái câu này đâu con. Cái bà lão bán vé số mà 105 tuổi đó. Bà trong hẻm này hả? Ừ, đó, cậu cái cậu đó. Đó đó là giờ này có bà. Giờ này có bà chống không con? Có. Cho con đậu xe đây đi ha. Có bà cảm ơn. Rồi rồi đậu xe luôn đi. Tiến Dũng xin ái kính chào toàn thể quý vị. Giờ hôm nay Tiến Dũng đang đi đến một hoàn cảnh của một bà lão 105 tuổi. Bà thường ngày thì bà đi bán vé số để mưu sinh. Đây phải em bà đó, bà đó, bà đó. Phải bà là bà lão 105 tuổi bán số không? Đó bà đó. Vậy hả? Dạ con nhận được thông tin của người bạn đến đây để thăm bà. Rồi để hỏi thăm sức khỏe bà. Rồi giờ này chiều nay bà có đi bán số không? Có. Cái đây nè bà, ra đây đi. Ra đây ngồi cho nó sáng sáng coi. Lết không hả? Đi không nổi luôn hả? Rồi 105 tuổi mà lết sao mà đi bán số được? Có cái gậy hả? Không có con cháu nào đẩy bà đi sao? Không có ai chừng. Vậy hả? Người bà ở trong nhà là ở ở với ai? Ở bà Tư với con. Bà Tư hả? Dạ, bà Tư là con của con là cháu mình. Nhỏ này là con là con cháu của ba con hả? Hôm nay. Dạ dạ. Bà Tư là con ruột của có gì? Con bảy. Vậy hả? Đó là con ngang hông. Con ngang hông hả? Dạ, con ngang hông là sao? Con nuôi hả? Nuôi. À vậy hả? Dạ dạ vậy hả? Bà có mấy người con ruột? Tôi có hai ba người con ruột. Bà có hai ba đứa con ruột mà con ruột bà muốn nhà xa lắm. Con ruột kia nè. Bên đây ở chỗ kia nữa. Tôi. Gì hả? Đây ở trên kia ba muốn dạ. Không có ai thương thương dân á. Gì hả? Cháu rồi nè. Dạ. Cha tôi nhỏ này. Dạ. Dạ. Vậy ha. 105 tuổi mà còn đi bán số nữa nè. Quá trời. Vậy là bà đang ở với cháu vậy đó trong nhà đó ha. Con này như là cô bị có tật cái tay hả con? Vậy hả? Vậy hả? Cô sụi thì nhỏ lớn hả? Đó nó ở ngoài kia rồi. Rồi cô có đi bán số không hay là cô làm gì? Cô đi sinh hả? Dạ đã ngoại tôi đi bán số đi sinh. À vậy là hai bà cháu. Không phải cháu mà. Dạ. Con ở
hồi nãy á, có đưa nhau rồi. Dạ. Rồi cái mấy là rượu á, đem bỏ đi về. Đem về nuôi, dạ, cái là con nuôi đi. Dạ, 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 dạ. Dạ. Bà 105 tuổi luôn hả? 105. Vậy hả? Tôi à, ấp Dậu nè. Ấp Dậu hả? Ở Châu Đốc này mà kiếm một người 105 tuổi cũng hơi khó à nha. Cũng hơi hiếm mà. Ở đây chỗ này, chỗ này là bà mướn hả? Chỗ này là chỗ tôi hồi trước tôi mướn lâu lắm. Dạ, mướn chỗ này là tháng nhiêu? Mướn tháng nhiêu ở đây? Dạ, quên. Quên luôn hả? Chị tôi chị cho thầy quên luôn hả? Mình ở mướn đây mà nhà trọ này mà tháng nhiêu? Không biết quên rồi. Ừ. Vậy hả? Rồi thôi. Thấy để bạn của chú nè là nhà trọ rồi. Dạ. Dạ. Nó nhỏ này nó đây nó để nó trên đó đó. Dạ. Nó rồi giờ nó không biết cái gì hết trơn. Ừ, chị chỉ bị hơi thiểu năng. Dạ dạ. Giờ nó không biết gì hết. Chị không biết chưa ha. Rồi tôi mới đem nó vô này tôi hỏi nó ổng cho tôi lên mạng. Dạ. Tôi vô đây. Dạ. Ở đây rồi lát nữa là tôi có khổ sở gì đó tôi đem nó. Dạ. Đem nó lên này. Hồi đó giờ quê gốc gác bà ở đây gì ngoại? Hả? Hồi đó giờ quê bà gốc gác ở đây hay sao? Quê gốc gác hồi trước á. Dạ. Ở núi Tượng. Dạ. Ở núi Tượng. Ở núi Tượng, lúc trước ở núi Tượng. Rồi tôi về đây, ở đây rồi. Dạ. Rồi bà ở chỗ đất này bao lâu rồi? Tôi ở đây lâu rồi. Tôi ở chỗ này đây là mấy chục năm rồi? Chắc không nhớ rồi ha. Chắc không nhớ rồi ha. Dạ. Quá lâu rồi, không nhớ rồi. Dạ. Tại bà, bây giờ bà còn biết tiền không? Bà còn biết tiền không? Không biết. Không biết sao bán số được rồi người ta trả cho bà làm sao? Ta trả tôi, ta trả nhiêu trả. Ta trả nhiêu trả hả? Trả. Vậy hả? Thí dụ như bây giờ cái tờ giấy này là bao nhiêu? Tờ giấy này nhiêu bên biết không? Không biết rồi. 50 á. Giờ chị kia viết với 50 nè. 50 á. Dạ. Dạ. Giấy này nhiêu biết không? 20. Dạ. Dạ dạ. Thì con đến đây con cũng trước là đến thăm bác. Sau là có một cái phần quà này ha. Tặng bác bịch gạo với phần bánh này. Là có đại diện nhóm của chị Văn Nguyễn ở Chi Tôn. Đại diện cho nhóm vòng tay yêu thương thành phố Hồ Chí Minh tặng cho bà. Một cái bịch này, bánh cho này có bánh, có sữa, có mì. Ha, có chai dầu nóng nè. Chai dầu nóng để sức nhức mỏi này kìa nè. Đó, rồi con gửi tặng cho bà thêm 100 ngàn nữa. Chú ở dưới xe không phải không? Dạ. Chú ở dưới xe không phải không? Dạ, con ở Chi Tôn lận. Không biết rồi. Nè, con gửi tặng cho bà 100 ngàn này của mẹ con ha. Mẹ con gửi tặng kèm theo để đi phát cho những người hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn chú. Giữ kỹ nha. Hay là đưa cho bà kia giữ. Nó là bỏ hơn tôi. Vậy hả? Còn bỏ hơn bà nữa hả? Bỏ hơn tôi. Vậy hả? Bà này bà muốn đó. À vậy hả? Ở chung. Dạ. 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 Quả này là ở ngay là bà mà muốn đó. Dạ. Quả này là ở với tôi. Dạ. Yeah. Rồi chừng nào mà có đưa nó đi gì vậy đó. Dạ. Tôi đưa nó đi gì vậy đó. Dạ. Còn ở trên đó đó người ta để vậy bà ăn cơm gì chưa? Cậu ơi tôi có ăn gì đâu cậu, một ngày tôi ăn á là chừng nửa chén cháo hả cậu? Một ngày ăn nửa chén cháo à? Nửa chén cháo à, nửa chén nhỏ đó nghe. Tức là một buổi ha, một buổi ha, một buổi ăn nửa chén hay là ngày ăn nửa chén? Một ngày á. Hả? Một buổi ăn không hết đâu, một ngày. Một ngày á hả? Rồi ăn gì yếu vậy hả? Yếu ăn lắm cậu ơi, cậu chưa biết tôi đi ngày nào rồi. Rồi ba trong mình ba hiện giờ có bệnh gì không? Tôi không có bệnh gì hết sao cậu? Chắc cho đâu đi khám đâu biết không? Cho đâu đi khám bác sĩ đâu biết? Đâu có đi đâu. Tôi giờ đi đâu không nổi hết trơn cậu. Bây giờ tôi biết rồi nha. Không biết sống ngày nào chứ ngày nào. Dạ. Khi nói vậy bây giờ thật độ tôi thôi. Dạ.
Bởi vì không có đi khám bác sĩ thì đâu có biết bệnh gì đâu. Không có biết đâu. Cũng may là chờ phạt độ cho bà sống 105 tuổi rồi. Không biết ông đi dài nào. Bà có ho có gì không? Không ho, mà nó làm đi từ phút cả khác ở trong này mệt. Hả? Mệt hả? Có nhức mỏi gì không? Nhức mỏi chứ. Nhức mỏi là... Nhức mỏi? Nhức mỏi rồi cây. Mua thuốc uống hả? Mua thuốc hả? Cái người ta đưa tôi lên đó đó. Ở trên mày đó đó. Chỗ bà cái... Bà cái gì đó. Chỗ gì? Chỗ khám bệnh đó hả? Hả? Chỗ khám bệnh hay là gì? Bà chỉ giùm tao đây, tao đâu, không? Đâu? Đây này, tao chỉ cho tao. Nhà cái kia á. Chứ biết đi nào. Mượn con Nguyễn này nó biết. Nguyễn cái gì? Chỉ gì? Nó khôn hơn. Chỉ gì tao? Dạ. Chỉ gì? Rồi trên đó, người ta dẫn bà lên đó, rồi người ta nói bà bệnh gì? Hả? Người ta đưa tôi lên đó, rồi người ta nói tôi chừng nào người ta có ra đây thăm, người ta ghé thăm tôi. Chứ à, tôi không biết đâu mà đi ra mà mấy ổng đâu. Tức là người ta đưa bà đó, người ta cho gạo hay gì sao? Cho gạo. Cho gạo, cho tiền hả? Dạ. Vậy hả? Dạ. Dạ. Lâu lâu cũng có phải đoàn đó đây, người ta giúp bà hay sao? Ở đây, ở rừng mấy ổng mà đưa tôi lên mạng đó thì ta cho. Dạ. Dạ. Đây nè. Rồi. Rồi bà có được bên nhà nước trợ cấp mỗi tháng nhiêu không? Nhà nước hả? Nhà nước á. Người cao tuổi á. Mỗi tháng cũng được 5 hồi vô lên mạng đó. Dạ. Cho tôi 25 triệu gì đó không biết nữa. Vậy hả? Rồi cho tôi hết đi lên, đi lên. Mấy chục gạo. Dạ, mấy chục gạo. Rồi đây mấy ông chỉ rồi mà chỉ gì dán đi. Dạ. Nhưng mà hàng tháng kìa. Hàng tháng là có phát cho bà không bên nhà nước á? Hả? Bên chính quyền á. Chính quyền hàng tháng nó phát á. 500 mấy chục ngàn tiền người già đó, cao tuổi á. Có lãnh không? Có. Ủa sao không biết? Tại vì cái người cao tuổi là một mỗi tháng là được 500 mấy chục ngàn vậy đó. Cho tôi hậu đưa lên mạng đó. Dạ. Bác có cái bằng khen không? Có bằng khen người cao tuổi không? Cho con vô trong con quay coi. Cho con vô trong con quay có bằng khen không? Bà có cái bằng người cao tuổi không chị? Hả? Có. Ủa sao không có cái bằng khen người cao tuổi vậy cho vậy? Sống 105 tuổi mà. Chỉ cho cậu. Chỉ gì? Không có cái bằng khen giấy nào chứ hả? Đây này, chỉ cho cậu. Chúc thọ thì người cao tuổi rồi đó. Chỉ cho cậu đây nè. Đâu 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 đâu. Chắc là cậu ra đây chỉ. Chị hả? Chỉ cho bạn đó. Trời à. Thôi được rồi, để xíu nó con coi được, biết rồi. Biết không? Biết không ạ? À, chắc không chỉ gì lắm bà. Hình đâu, hình gì? Hình nhỏ đi. Đâu hình gì đâu? À, hình đấy hả? Hình thẻ hả? Hình có một cắm, hai cắm hả bà? Ừ. À, hình của bà hả? Hai đây nè, hình của bà nè. Hết rồi, hình bà cố nè. Thấy rồi, thấy rồi, thấy hình bà. Vậy là bà không có cái bằng khen người cao tuổi gì anh ta? Không biết cậu, bỏ tình linh mất cậu ơi. Đó là, nó có dạ. Cái tuổi của bà là bên nhà nước cấp mỗi một tháng 500 mấy chục ngàn tiền người cao tuổi á. Đây ngoài gọi là giấy mừng chúc thọ đó. Ờ, giấy mừng chúc thọ, sao con không thấy giấy mừng chúc thọ bà vậy chứ vậy? Trăm mấy năm tuổi rồi. Đây nè cậu có để tôi ngoài này. Thôi được rồi, đây. Để đi một chút con đi ra trước, giờ mới. Đâu có gì đâu. Tôi bị đi, cậu ơi, người ta, anh em người ta đưa tôi bên chỗ cái đống đó đó. Dạ. Yeah. Rồi bữa tôi ở đó mình thật đi. Dạ. Yeah. Rồi có 2-3 cậu vô này nè. Dạ. Yeah. Nó bệnh thật đi rồi tôi vô ra hoài đi. Dạ. Yeah. Người tối bà có niệm Phật không? Có, tôi niệm Phật đi lắm. Dạ, dạ. Lớn tuổi rồi, con gái niệm Phật đi. Dạ, để chừng nữa đi theo Phật cho nó thanh thản nha. Dạ, tôi niệm Nam Mô A Di
Phật. Dạ. Cho đi sống được ngày nào hay ngày nấy cho có đi theo ông theo bà cũng êm ái. Đúng là tuổi quả là có giấy mừng chúc thọ. Đúng ra là cả mấy cái bà em nuôi neo đơn ha, 70 là có giấy mừng thọ đó. Có giấy mừng thọ là có 430 mấy á. Tại cái bà mà hai bà chết rồi là em đứng ra làm đám đó là có giấy hết trơn. Còn bà lão trong tôi là 83 tuổi là mỗi một tháng là bà lãnh được 540 đó. Nghe bà kia 403 là cái bà Lê Thị Lạc đó. 540 là sao? 540 ngàn là tiền người lớn tuổi á, mỗi một tháng á, bên nhà nước á, cấp cho bà, trợ cấp cho bà người cao tuổi. Bộ bà không lãnh được đó sao? Có đủ chân, cho đủ chân hả cậu? Cho đủ hả? Ờ, cho đi nào bà cấp dưỡng. Dạ. Rồi cho tôi tiền để trên tấm bảng đó đó. Dạ. Tưởng nó bà không có đấy chứ sao chị Mai Nguyễn có bổ sung ra bổ sung vào vô danh sách. Dạ. 300 đó em cho đó. Vậy hả? Dạ. Nói em. Bà đã gọi năm em là sáu bà không đó mà chết hai bà cũng mấy bà đó còn bốn đó. Mẹ bố nói chị Văn Nguyễn bổ sung bao vô thêm đi mà lão nè. Coi cái thứ này sao? Coi các bạn có cái danh sách. Có danh sách đâu có bổ sung cho chị Văn hay làm vô bổ sung này. Cái danh sách là cái gì? Cái danh sách của người cao tuổi bên nhà nước người ta cấp cho bà có một cái giấy khen luôn. Rồi hàng tháng người ta sẽ cho tiền bà 540 ngàn. Để tôi hỏi người ta. Bác hỏi lại đi, coi có không? Nha, coi hỏi lại coi. Dạ. Tôi quá khổ cậu ơi. Cái gì nhìn bà thì con biết khổ rồi. Dạ, không biết gì nữa. Con ruột sao không lo cho bà mấy người con đó sao vậy? Nghèo hả? Nghèo khổ hả? Mình ta không có thương tôi. Không thương hả? Xin gạo đã để cho xin gạo mình ăn hen. Dạ. Có cho dạ. Gạo đó là gạo của nhà nước rồi cấp thì nó cầm. Dạ. Anh em là cấp dưỡng đâu có dám cho. Dạ. Cho vậy rồi mới chịu dạ. Không dám đó. Dạ. Cho vậy còn trên tấm bảng đó. Dạ. Đó là mấy cậu vô cộng đồng đó. Dạ. Đó, cái tấm bảng tôi để chơi nó cộng dồn đó, mình đó cái cậu thay nhận. Dạ, dạ. Để con qua tấm bảng nó coi thử coi ghi gì cho nó. Con này chửi cậu nha. Dạ. Yeah. Chửi trên bảng đó đó nha. Thấy rồi, bị cậu thấy không? Dạ, dạ đấy chứ con coi. Rồi, thôi con đến đây thăm bà vậy ha. Chúc bà thật nhiều sức khỏe. Sống thêm khoảng 20 năm nữa thôi. Ừ, rồi, không có. Hả? Giáng 125 tuổi đi. Giỏi chừng thì sống giỏi chừng. Bao nhiêu năm nữa? Cỡ chừng tôi 32 năm. Đang chụp hình bà với chị Mai Nguyễn, con giúp bà được. Vậy hả? Ờ, chụp hình đi, chụp hình đi. Tôi 3 năm, tôi 12 năm thôi. Vậy hả? Dạ, chứ không có sống lâu được. Dạ, vậy là chỉ gán thì nhiêu thôi ha. Dạ. Gán rồi, gán cỡ chừng 32 năm nè. Dạ. Không biết có không nữa. Vậy hả? Vậy là chỉ mong cầu thì gán thì 1-2 năm thôi chứ không có được. Chứ không có mong cầu sống cho nó 20-30 năm nữa hả? Dạ. Chị ngồi xích cho bà lão tôi chụp hình bà. À, nó chụp hình hai mẹ con luôn đó. Cái này. Đây là cái người con nuôi. Con à. Nuôi. Con nuôi mà ở với bác đúng không? Con nuôi mà ở trước nó ngủ ở ngoài á. Dạ. Rồi tôi nó ở ngoài với nó. Dạ. Ngủ đó cái chị mà tay chị có tạc. Có tạc nữa. Tay có tạc là chị lấy tay ra. Chị bị bệnh thiểu năng nữa quý vị ơi, chị. Dạ. Mời già 105 tuổi. Dạ. Rồi, qua đi con. Ở với cái người con nuôi mà bị bệnh thiểu năng. Hai mẹ con nương tựa nhau để mà sống nha. Đi đó. Đi bán vé số với đi sinh nè. Hoàn cảnh đáng thương. Tôi là đi bán vé số. Dạ. Nó hàng nó đem nặng gì lẫn được thôi. Dạ. Rồi giờ con chào bà nha. Có dịp nào đó con đến thăm bà. Hay hoặc là có ai người ta muốn giúp trong hoàn cảnh của bà đó. Mà người ta thông qua con đó thì con sẽ thay mặt người ta như con nhận cái phần quà của người ta gửi cho bà đó thì con đem tới nữa. Dạ. Rồi trước tiên thì con gửi cho bà những phần quà này cho bà tạm thực qua ngày đi nha. Dạ. Gạo bánh gạo bánh tiền cho thuốc sạch. Dạ. Dạ.
có chai thuốc, chai dầu nóng nè, chai dầu mà nóng nè, mỏi nóng nè, nhức mỏi bóp. Dạ. Nhức mỏi thì xịt vô, bóp vô, massage vô. Dạ. À. Rồi giờ này là hai mẹ con chuẩn bị đi bán số chưa? Chưa chị. Chiều mới đi lãnh số ha. Dạ dạ dạ. Giờ này cũng đang sổ rồi nè, 4 giờ rưỡi rồi nè. Tôi gửi sổ rồi. Đang sổ ra, sổ xong xuôi rồi có giấy giò mới đi lấy phải không? À. Sổ xong xuôi rồi có giấy giò mới đi lấy bán số luôn phải không? Giấy giò ngoài đó hả? Dạ. Ờ, có giấy giò mới đi. Dạ dạ đúng rồi. Bà tên gì? Bà tên gì? Tên họ đầy đủ tên gì? Tôi Lê Thị Liên. Lê Thị Liên. À. 105 tuổi. 105 tuổi. Dạ. Ở đây là ở có mấy vậy ta? Có mấy thành phố Châu Đốc? Đọc coi. Đó bên nhà có đó là mất coi cái gì coi bên đó. Dạ dạ. Châu Phú B hả? À? Công an huyện Châu Phú B. Ờ đây còn qua Châu Phú B. Rồi, chào bà nha, bye bye. Dạ, Tiến Dũng cảm ơn tất cả quý vị đã xem xong phóng sự ngắn về bà lão bán vé số. Tiến Dũng rất mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và theo dõi những video của kênh Tiến Dũng Nhịp Cầu Nhân Ái, chuyên quay những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, tàn tật, người già neo đơn, để giới thiệu đến cộng đồng cùng chung tay chúng ta hãy giúp những hoàn cảnh khó khăn đó. Vâng, và xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành cùng Tiến Dũng trong suốt thời gian qua. Một lần nữa xin kính chúc cho tất cả quý vị công việc thành đạt và luôn luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.